Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm khá là hay ho cho anh em. Chủ đề sản phẩm của ngày hôm nay tiếp tục là về điện thoại siêu bền. Chắc hẳn là anh em vẫn còn nhớ về thương hiệu Ulefone, bởi cái tên này đã được lên sóng X-Studio tương đối nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, thường chỉ là các điện thoại siêu bền giá rẻ như là hai chiếc Amor X6 và Amor X7 thôi. Và thực tế là bản thân mình đánh giá tương đối cao hai sản phẩm này vì giá rất là dễ tiếp cận, cùng chất lượng gia công tốt, siêu bền ném chó chó chết, đóng gạch vỡ sàn. Vậy liệu rằng nếu công ty này đã làm rất tốt trong phân khúc điện thoại giá rẻ thì có thể làm tốt tương tự như vậy trong phân khúc điện thoại cao cấp hơn hay không? Ví dụ như trong tầm giá 200 đô trở lên chẳng hạn. Và bây giờ, chúng ta sẽ có một cái nhìn tiếp theo về một sản phẩm vừa được ra mắt và flash sale với giá cũng rất dễ chịu của thương hiệu Ulefone mang tên là Amor 7e. Về cơ bản, đây chính là mẫu điện thoại siêu bền mới nhất được Ulefone ra mắt bên cạnh mẫu Amor X7. Nhưng Amor 7e sẽ cao cấp hơn bởi nó được nhắm đến phân khúc điện thoại tầm trung trong tầm giá là 200-300 đô la. Chiếc Amor 7e này là phiên bản rút gọn của chiếc Amor 7 đã ra mắt đầu năm nay, và điểm tốt là chiếc máy mới vẫn giữ gần như nguyên vẹn nhiều điểm mạnh về thiết kế lẫn phần lớn cấu hình từ người Anh của mình, ví dụ như đạt chứng nhận tiêu chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD810G, tức có thể quăng quật thoải mái. Máy sử dụng vỏ ngoài bằng kim loại kết hợp với nhựa cứng, bốn góc được gia cố bằng nhựa giúp chống chịu va đập tốt hơn. Ngoài khả năng chống chịu va đập và hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Amor 7e còn có khả năng chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP68 hoặc IP69K, giúp máy có thể ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút. Với kích thước là 165,85 x 81 x 13,55mm và trọng lượng là 290g, chiếc máy này chắc chắn không phải là một con máy siêu mỏng dễ thương gì cả, nhưng đó là điều cần thiết với một sản phẩm siêu bền. Các phương thức bảo mật của chiếc máy này tương tự người Anh Amor 7 như là cảm biến vân tay ở cạnh phải hay là có tính năng mở khóa màn hình bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Về màn hình thì Ulefone Amor 7e được trang bị màn hình IPS kích thước là 6,3 inch, độ phân giải Full HD Plus 2340 x 1080 pixel, mật độ điểm ảnh là 410 ppi. Màn hình này được chia theo tỷ lệ là 19,5:9, chiếm 93,9% diện tích mặt trước, có thể thao tác cảm ứng ngay cả khi bị ướt. Phần cứng xử lý của Amor 7e có thể coi là tốt khi nó vẫn giống như là Amor 7, tức bao gồm con chip MediaTek Helio P90 12 nm, lõi 8 với xung nhịp tối đa là 2,2 GHz, GPU Power VR GM9446 mang hiệu năng xử lý tốt, nhanh mượt. Tuy nhiên là phần bộ nhớ máy đã bị cắt giảm xuống đôi chút với RAM 4GB, ROM 64GB, thấp hơn một nửa so với con số RAM 8GB, ROM 128GB của Amor 7. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 9 Pie và sẽ sớm lên Android 10 trong thời gian gần. Phần camera của máy tiếp tục là một điểm cắt giảm so với Amor 7 khi vẫn giữ cụm camera 3 ống kính và cảm biến chính là 48 MP, nhưng hai cảm biến góc rộng là 16 MP và chiều sâu là 8 MP đã bị thay đổi bằng cảm biến chiều sâu là 20 MP và cảm biến macro là 20 MP. Có lẽ cụm camera này sẽ phù hợp để chụp ảnh cận cảnh hơn là làm được nhiều trò như là người anh em Amor 7. Về thời lượng pin thì thiết bị có viên pin là 5500 mAh, tích hợp sạc nhanh với nguồn ra là 15W, sạc không dây 10W và sạc ngược cho thiết bị khác. Viên pin này cho thời gian nghe nhạc trong 30 giờ, đàm thoại 20 giờ hoặc xem video trong 10 giờ. Cuối cùng, mức giá của chiếc Amor 7e thực sự đáng quan tâm. Theo ghi nhận của X-Studio thì chiếc máy này vừa được nhà sản xuất mở đợt sale cực sâu với giá chỉ từ 219 đô, tức khoảng 5 triệu. Nếu xét về mức cấu hình thì chiếc máy này đang khá tương đồng với một chiếc Realme 6 vừa được ra mắt ở nước ta. Nhưng chắc chắn là chiếc Amor 7e sẽ có màn thể hiện tuyệt vời hơn nhiều trong cuộc thi đập xem ai vỡ trước rồi. Hiện tại mức giá chính thức của chiếc máy này là khoảng hơn 300 đô la, nhưng nhà sản xuất cũng cam kết sẽ sớm mở thêm đợt sale nữa để các anh em chưa kịp sở hữu có thể tiếp tục hóng. X-Studio trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục có những cập nhật về chiếc máy này cũng như là những đánh giá chính thức về sản phẩm khi nó về bản review của X-Studio trong thời gian sắp tới. Và vậy thôi, vừa rồi thì là đánh giá cũng như là chia sẻ của X-Studio về chiếc Ulefone Amor 7e. Anh em quan tâm thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.